Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải Gaming nha. Dương Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ hạo dân cho anh em xem. Tí nữa Khải sẽ soi đồ Nam Bi. Đây, đường môn. Tầm này với cái độ cấp 10x trở lên rồi anh em. Đường môn tầm này bắt đầu là auto rồi. Má đường môn đánh khỏe vãi rồi. Biết đường môn này có trong top đường môn không, Khải không biết. Đường này chắc là mới mua, không biết được cấp bao nhiêu. Tại bây giờ là xếp hạng đang ẩn nên là chưa cập nhật hạng anh em, không biết cấp bao nhiêu nha. Tại vì người ta chưa cho hiện cấp này chưa biết. Đây cho anh em xem. Một cái nỏ 4229, cái nỏ 19. Giá trị 711. Cái nỏ này khá đẹp nha, 4229. Tuy nó dòng 2 thôi nhưng mà nó đạt hiệu ứng đam tây quá đẹp anh em ơi, trong 40 là đẹp rồi. 4229. Hôm nay thì Hạo Dân được top 1 tống kim nha anh em. Nay Hạo Dân được top 1 tống kim nha. Khả cho anh em xem. Vũ khí 4229 nhìn khá là đẹp. Dây chuyền 1711. Áo thì lấy cho mình nỗ lực cao sinh lực, không kháng băng luôn. Nón sinh lực kháng độc. Giày 40-19-20 chón. Giày này cũng khá là đẹp, giày này quá đẹp rồi. 40-19-20 chón. Nhận sinh lực cao, kháng hỏa 19, chón 30. Hiện tại ạc này đang có hiệu ứng với mình là 50 chón nè. 50 chón. Làm chậm có với mình đai lưng 40. Nhận 30. Và bao tay 30. Hiện tại làm chậm có với mình 110. 110 làm chậm và kèm theo 21 thân pháp. 21 thân pháp từ nhẫn và lại đai lưng. 21 thân pháp nè. 21 thân pháp. Đây, hai món thôi. Bao tay sinh lực cao là sinh lực cao làm chậm 30. Thì ạc này thì đang có mình 105 chậm nè. Sorry, nãy nói 101 nha. 105 chậm thôi. 105 chậm và 50 chón. Bây giờ tầm này vào tống kim toàn auto cứ thiên la bay veo 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 veo. Đậu xanh. Những cái ạc công lôn hoặc giỏ đen như mình thì có thể kẹp gấp thôi nè. Chứ ra giao tranh giữa thì mấy cái đoàn thiên la này thả banh sắc nè. Thả mình banh sắc liền nè. Trời, sức đồ tầm này khá là đẹp. Mỗi ngọc bò sinh lực lực cao. Sinh lực 106, nội lực 20. Nhẫn đẹp này, nhẫn này quá đẹp. Nhẫn này thiệt anh em. Nhẫn này có thể gọi là nhẫn nô 1. Sinh lực 155, vãi nồi. Sinh lực 155, chón kháng hỏa sinh lực lực, vãi thiệt. Giày này cũng đẹp, mắt pin này. Giày này tầm này 40, kháng hỏa 19 là quá đẹp cho đồng môn à. Thêm dòng chón 20 nữa tuyệt vời nè. Đó. Lấy cái món non kim nữa kích được đôi giày dòng 2. Vũ khí cho anh em xem lại đó. Cái vũ khí này khá đẹp nha. Tầm này thì server những cái đồ mà sát thương này nọ trên 4x mà kèm theo sát thương thì nó rất là có giá luôn. Rất là giá luôn nè. Được cái là cái áo hơi tù thôi. Được cái áo hơi tù. Chỉ được cái dòng sinh lực lực thôi. Chứ áo thì chưa rồi gọi là VIP lắm. Gia truyền thì cũng tạm ổn. Nón thì cũng tạm ổn. Bao tay thì cũng ok tạm ổn rồi. Nhẫn thì quá đẹp. Đai lưng thì cũng dạng quá đẹp rồi. Ngọc bỏ thì sinh lực lực. Đó. Chủ yếu nhìn vào cái nỏ với cái cặp nhẫn với cái đôi giày thì quá đẹp. Đai lưng nữa nè nè. Đi không xích thố nữa thì quá trâu rồi. Nói chung hôm qua thì ạc này cũng lên top. Nhưng hôm qua ạc này top 2, top 3 đó nè. Hôm nay ngày hôm nay lại lên ngôi. Anh em có xem Khải bó đồ hôm qua thì Khải soi đồ hôm qua thì sau cái video hai lúa thì trận đó đến 7 ạc đường môn anh em. 7 ạc đường môn nha. 1 2 củ hạt thì đó là một đường môn luôn. Và hôm qua Khải chỉ tìm ra được 6 người nên là Khải nói 6 người thôi. Còn hôm nay thì trong trận tống kim này hết 5 người đường môn này. Đa số đường môn lên tốt khá là nhiều nên là Khải muốn nói một câu là tầm này đường môn 10x họ đã lên ngôi rồi. Đường môn lên ngôi rồi nè. Rồi ok. Chung thì so qua set đồ này thì hiệu ứng được 50 chón và 150 chậm nha. Đồ cũng khá là đẹp, không có xấu. Rồi ok, bây giờ thì anh em xem video đừng quên để lại cho Hạo Dân một like chia sẻ nha.